Được rồi, dai bây giờ rồi. bây giờ cái vụ hồi tối là con hay là anh bao đái trong cái bồn cũng được thôi. Chị Sơn Ca đó. Chị Sơn Ca chắc chắn chị Sơn Ca không? Cá. Sao con biết? No, tại tối nó nghe em nói là cậu Thanh nhắn tin rồi, nó chị Sơn Ca. Bây giờ không phải luôn, không phải chị Sơn Ca luôn. Chị Sơn Ca không phải anh bao, nhưng mà mở tho coi camera lại là Ryan đi vô toilet mà thôi. Không nhớ, không nhớ. Nó em dịch cho. Con đi vô toilet mở thôi, con thấy dơ quá con đi ra toilet khác. Con đi vô toilet mở thôi con thấy nhưng dơ mà quá. Camera kìa, có cái camera ở trong toilet thấy là Ryan đái ra ngoài. Có. Có. Vậy đi lên đây mở thôi, mở camera cho coi. Đi lên mở thôi, con mở camera. Nếu mà mở thôi mở camera mà thấy Ryan mà đái, ở trong camera là mở thôi nhốt trong toilet luôn, chịu không? Chịu không? Bây giờ nè, hỏi một cái, bây giờ không nói sao dối, ai là người đái trên toilet đó? Đái trong toilet, tràn ra ngoài. Chị Sơn Ca không nhớ, không nhẹ, không biết, không nhẹ. Bây giờ nè, nó nói chị Sơn Ca. No, bây giờ nè, bây giờ. Bây giờ chị hỏi nó là chắc chắn không, có nói xạo không? Con có đái không? Hồi tối con có đái không? Hồi tối là ai? Ai là người đái? Tại sao tối là nói là chị Sơn Ca? Không có, coi camera rồi. Mà thôi coi lại trong cái camera không có, không phải chị Sơn Ca. Ai đái? Có Ryan đái đúng không? Dạ. Có nói xạo không? Không. Thiệt chưa? Chị. Nó thiệt mà thôi không có đánh đòn, không có nhốt toilet. Mà nói dối là mà thôi nhốt vô trong toilet. Con có nói thiệt hay nói xạo? Nói xạo. Con không, bây giờ mẹ hỏi con có đái không, hồi tối con có đái vô toilet không? Mami sẹt nè. Nhờ hồi tối con đái ở đâu? Đái dễ ngại sơn rồi. Đứng ngoài sân. Đái vậy ai đái trong toilet mà thôi? Ngại sơn có camera rồi. Ngoài sân có camera không? Nó muốn coi lại camera đi, đái ngoài sân mà. Nè, không bây giờ mẹ hỏi nè. Con có nói dối không? Con có nói xạo không? Không. Vậy là con có đái dơ cái toilet của mẹ Tho không? Không. Đá miếng, con đái gì miếng vậy? Đó, con đái miếng vậy. No, con đái ở đâu? Con đái ở đâu? Dãy ngoài sân. Ngoài sân. Trong nhà, trong phòng mẹ Tho kìa. Đang hỏi con có vô phòng mẹ Tho không? Vô phòng. Trời, rồi có con gái xuống nhị xuống đó mẹ dê à. Ừ, là nó nói là vô nó thấy dơ quá ra ngoài sân cái đái. Rồi đúng rồi, nó đi với lại nó giờ nhiều lần nó nhất định nó không nhận rồi. Vậy ai đái? Vậy ai đái trong toilet mà thôi dơ dữ vậy? Con thấy ai vô toilet nhà mà phòng mà thôi. Con không có nói xạo, con thấy ai? Hay là con không thấy ai hết? Chưa kiếp chị Yên Trà. Thôi xạo, cái đó là con nói xạo rồi đó. Con. Hả? Con không hiểu luôn. Con kiếp con. Cái gì con với con là sao? Con thấy con hả? Dạ. Ừ. Sao? Vậy bà kêu gì? Bà kêu là phải ăn gian á. Mình muốn kêu bắt nó xong có giành được. Để cái tường luôn. Nó có chơi đồ chơi đâu. Mà thôi nó biết chơi đồ chơi. Mà thôi chỉ có tiền thôi, con có tiền cho mà thôi. Thôi cho mà thôi cái bóp này. Có tiền mẹ cho con. Mà thôi đi về mấy chơi với con. Nhiều một con đi coi chân ngựa thù thì vậy chân ngựa thù thì nó nói đi ra gì Phụng, tại qua nó nói em ra thấy Phụng đưa tiền không, cho em mẹ con có tiền trong đây nè, mẹ con có tiền trong đây rồi thôi bây giờ